Hello, xin chào mọi người. Em Lương thì đang có mặt tại hội chợ triển lãm Việt Nam Sports Show 2024. Hội chợ triển lãm này bao gồm các thiết bị thể thao cũng như xe đạp thể thao. Tại hội chợ này thì rất là nhiều gian hàng từ bên Trung Quốc qua cũng như là rất là nhiều nhãn hàng của Việt Nam tham gia hội chợ. Hội chợ năm nay thì so với năm ngoái mà mình tham gia thì mình thấy đây là một lớn gấp đôi của năm ngoái và là một trong những hội chợ lớn nhất từ trước bây giờ chuyên về xe đạp. Thì là cái hội chợ này nó sẽ mở cửa miễn phí cho người tham quan nhé. Những cái hội chợ này thường thì mình tham gia rất là nhiều hội chợ, mình biết là các cái hội chợ mọi người khi đến tham quan thì đa số các nhãn hàng sẽ sale rất là nhiều sản phẩm xuống, sale xuống để cho mọi người khi mà đang có nhu cầu ấy mua bán cái gì thì là mọi người sẽ mua được với giá rất là rẻ, bởi vì không ai muốn mang về sản phẩm đi triển lãm lại phải đóng gói mà mang về tốn tiền cước về, nên đa số nhãn hàng đều sale. Anh em đang có nhu cầu mua xe đạp thể thao hay mua dụng cụ thể thao hay mua đồ thể thao thì đến tham quan ngay hội chợ và đặt cọc hoặc là mua trực tiếp vào ngày 28. Còn anh em đến xem tham khảo và một số bên người ta nhận đặt cọc cho anh em trước đó, anh em đang có nhu cầu thì đến ngay nhá. Mình sẽ hướng dẫn cho mọi người cách đăng ký bên dưới. Cảm ơn mọi người. Hội chợ này thì đăng ký tham gia miễn phí. Anh em chỉ cần quét mã và điền thông tin của mình vào và sau đó ra quầy này để gửi cho người ta cái mã mà mình đã đăng ký thành công. Sau đó là họ sẽ phát cho mọi người một cái thẻ xanh như anh trai đấy đang đeo đây, thẻ màu xanh. Còn những cái thẻ màu như thế này là những chủ gian hàng, những gian hàng đăng ký tham gia hội chợ sẽ có cái thẻ màu xanh dương này. Còn anh em là khách hàng, khách mời đi đến tham quan hoặc là những khách hàng đến tham quan thì sẽ dùng thẻ xanh. Đấy, thì vào cổng của cái hội chợ ngày hôm nay thì hội chợ là đây, cổng ra vào có rất là nhiều cổng, mọi người ra vào miễn phí nhé, không mất tiền đăng ký đâu. Thì năm nay cái hội chợ này thì nó là một trong những cái hội chợ mà lớn nhất ở thành phố Hồ Chí Minh rồi và cũng lớn nhất ở Việt Nam tính đến tại thời điểm này. Và năm nay có gian hàng của Trung Quốc đập mắt đầu tiên là của bên Quick, bên này mang như là khung sườn carbon, rồi là các thương hiệu như là Lava, rất là nhiều thương hiệu luôn, rồi một vài công ty chuyên làm về giày và dép, rất là nhiều hãng như Che Vau đấy, hoặc là Phóng Xanh, chung là những thương hiệu mở vào đây thì chúng ta nhìn vào cái quy mô gian hàng chúng ta biết là chi phí sao. Bình thường để thuê một cái kiosk nhỏ như thế này, cái kiosk như thế này đây, góc như này tầm 25 triệu cho một kiosk. Ví dụ như kiểu bên này hai kiosk 50 triệu cho một gian hàng như này. Còn những cái gian hàng như này thì nó là hợp thành 4 hoặc 6 kiosk lại, cộng thêm tiền chi phí sửa chữa, với lại trang trí như này cũng mất rất là nhiều tiền. Để tham gia được trong cái hội chợ này cũng mất rất là nhiều tiền luôn. Hội chợ này thì năm nay hội tụ không chỉ xe đạp đâu, nói chung là các ngành hàng thể thao nói chung thôi, chứ xe đạp cũng chỉ được một vài các thương hiệu. Năm nay thì Trung Quốc cũng qua một vài thương hiệu và các cái thương hiệu mà đang bán ở Việt Nam rất là nhiều. Chẳng hạn như là ở đây mình cũng quay cho mọi người, hoặc là có XDS này. Đây. XDS. Đây là một bên gian hàng chuyên về xe điện của Trung Quốc. Và đây lần này thì đã có Sava. Bên này có Sava này. Hôm nay Sava thì rất là nhiều hàng luôn, rất nhiều gian hàng. Đây là bên xe điện, chế độ chơi về điện, một vài công ty của Trung Quốc chuyên sản xuất pin, máy phát điện. Rồi là xe trợ lực của Ado. Trước mọi người thì là của Maric Road. Maric Road năm nay tham quan ra hàng rất là nhiều sản phẩm. Maric Road và Macallan. Hello, xin chào các em. Hello, xin chào. Đây, đây là gian hàng của Maric Road nha anh em nhé. Anh em có mua xe ủng hộ cho Maric Road nha. Hello, xin chào em. Đây là đại diện của Maric Road Việt Nam, là Sinh. Anh em là chốt xe, mua xe thì được tặng kèm người mẫu nha anh em nhé. Maric Road là cứ mua xe tặng kèm người mẫu luôn, anh em cứ chốt đơn ngày hôm nay luôn đi. Có ngay info của các em. Maric Road.
đốt ra rất là nhiều mẫu xe địa hình rất là đẹp luôn. Đây là hai cái mẫu mà vừa mới ra mắt luôn này anh em ơi, rất là đẹp, rất là ngựa chiến luôn. Vitesse này đấy, hoặc là con Revoke. Lát nữa em sẽ làm review cho mọi người xem hai con địa hình này cực kỳ chiến luôn. Đấy, mà ngoài ra các mẫu Touring Road mới về. Mời các cô, các chú, các anh chị khu vực Thành phố Hồ Chí Minh qua tham quan gian hàng của Alloy Bike nhé.